Cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 sẽ chính thức khởi động giải bình chọn thí sinh được yêu thích nhất thông qua tổng đài tin nhắn 8355. Theo đó, các thí sinh lọt vào bán kết toàn quốc sẽ bắt đầu được khán giả bình chọn kể từ lúc 12 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2015. Thời gian kết thúc bình chọn là 8 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 2015. Để tham gia việc bình chọn, người tham gia nhấn theo cú pháp HHHV khoảng trắng SBG khoảng trắng số người dự đoán giống bạn gửi về tổng đài 8355, trong đó SBG là số báo danh của thí sinh mà khán giả yêu thích. Giải thưởng dành cho thí sinh được yêu thích nhất sẽ được công bố và trao trong đêm chung kết. Đây là giải phụ không ảnh hưởng đến kết quả thứ hạng của các thí sinh trong đêm chung kết. Cũng thông qua tổng đài 8355, các khán giả cũng có thể nhắn tin dự đoán thí sinh lọt vào dòng chung kết những khán giả dự đoán chính xác nhất sẽ có cơ hội giành được nhiều giải thưởng từ chương trình, trong đó có vé xem chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 diễn ra vào đêm 3 tháng 10 năm 2015 tại sân khấu Hoàng Vũ Nha Trang. Hiện tại các thí sinh hai miền Nam Bắc đang gấp rút để chuẩn bị có mặt tại Nha Trang vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Các thí sinh sẽ ở tại khu Diamond Bay City đẳng cấp, đồng thời rất nhiều hoạt động trải nghiệm tham quan học kỹ năng sẽ được tổ chức cho các thí sinh trong suốt lịch trình diễn ra cuộc thi.